lời Chúa theo Thánh Marco chương 12 từ câu 28 đến câu 34. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu mến người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, yêu mến người thân cận, chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho vị kinh sư thực đã có trong lời luật của người Do Thái. Điều mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu chính là Chúa Giêsu đã liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. Giới răn yêu thương này đã trở nên điều cốt lõi không thể thiếu trong đời sống của người môn đệ Đức Kitô. Là người Kitô hữu, chúng ta cần phải xác định rõ ràng đâu là giá trị đã định hình và chi phối đời sống của mình. Mến Chúa yêu người có phải là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đời sống của chúng ta hay không? Thật ra, chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đã yêu thương chúng ta trước và ban cho chúng ta khả năng để yêu thương. Vì thế, cách duy nhất để thăng tiến trong tình yêu là cảm nhận, phản chiếu sự thiện hảo về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta trở nên những nhân chứng của tình yêu. Ở một khía cạnh khác, tình yêu dành cho tha nhân lại là dấu chỉ minh chứng cho việc chúng ta muốn đáp đền tình yêu Chúa cho chúng ta. Vì không ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình bao giờ. Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta một lần nữa hãy cảm nhận và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu Ngài đã dành cho mỗi người chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng xin ơn biến đổi để mỗi ngày trở nên khí cụ mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu chí ái, Chúa chính là dấu chỉ hữu hình tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa mỗi ngày, để cuộc sống và sự hiện hữu của chúng con cũng mang lại yêu thương, bình an đến cho anh chị em xung quanh mình. Amen. Thank you.